Mày biết đó, nhà tao cái bánh hay ly nước hay cái chai dầu gội á cũng không có đáng gì hết trơn á. Nhưng mà tao ghét mấy cái người giả nhân giả nghĩa. Trời, tỏ ra thanh cao, trong sáng lắm. Ủa, bây giờ thích đó hả? Thì nói xin đi, tao cho. Chị im ngay, không được xúc phạm chị hai tôi. Tâm, mắc gì mà tao không được xúc phạm chị hai mày? Nói là cái thái gì chứ? Ủa, tại sao ba mẹ tao bắt tao học theo nó? Ủa, nó giỏi lắm hả? Giỏi á, sao không tự nuôi mày đi? Sao không tự đi làm đi mà qua nhà tao ăn bám ăn xin như vậy? Mày im đi. Tâm, anh ba. Mày chửi tao bao nhiêu cũng được, đừng cấm bà xúc phạm chị hai tôi. Nhưng mà em cứ sợ là... Sợ cái gì? Khi gặp em rồi á, ba mẹ của anh sẽ không bằng lòng với em thì sao? Không có đâu, ba mẹ anh sẽ rất thích em cho coi. Anh năn nỉ á, như phút năm vừa qua anh mà. Thương anh năn nỉ á. Phúc, có biết uống rượu không? Dạ không. Có hút chích gì không? Dạ không. Có cờ bạc gì không? Bà. Dạ không. Ống. Trời ơi, giờ này còn giỡn.